Nội dung video này được viết bởi bạn Đạt Xuân. Chắc hẳn nếu là fan của Godzilla lâu năm thì mọi người cũng mong chờ bộ phim tiếp theo về Godzilla của MonsterVerse đúng không? Vậy thì ngày hôm nay mình sẽ tiết lộ một số thông tin thú vị về bộ phim đó nhé. Bài viết của mình có tham khảo bên group vũ trụ Kaiju. 1. MonsterVerse có làm thêm phim mới hay không? Sau khi bộ phim Godzilla vs. Kong kết thúc, nhiều khán giả khá là tiếc nuối khi cuối phim không hề có After Credit. After Credit chủ yếu là những đoạn video ngắn gợi ý một thứ gì đó về phần tiếp theo của bộ phim. Ví dụ như trong bộ phim Kong Skull Island được chiếu vào năm 2017, có video After Credit là những nhân vật chính sau khi thám hiểm đảo đầu lâu của Kong về thì họ mới tá hỏa khi nhận ra rằng Kong không phải là vị vua duy nhất. Sau đó là một loạt các bức vẽ trong hang động được đoàn thám hiểm khám phá. Trên đó bao gồm những hình vẽ về Godzilla, Rodan, Mothra và Ghidorah. Hay là trong bộ phim Godzilla King of the Monsters cũng có một đoạn video after credit có đề cập đến một cái hang có chứa hình ảnh trận chiến giữa Godzilla và Kong. Tuy nhiên thì trong Godzilla vs. Kong lại không hề có video after credit nào hết. Liệu rằng MonsterVerse có sản xuất thêm bộ phim nào nữa không? Khi Godzilla vs. Kong ra rạp, bộ phim đã trở thành một trong những bộ phim hay nhất và có doanh thu cao nhất trong năm 2021. Các cảnh chiến đấu rất mãn nhãn và quyết liệt, âm thanh kỳ xảo rất tuyệt vời. Đặc biệt là phim đã xây dựng nên được những nét đặc trưng của những con Titan chính trong phim. Godzilla thì rất lạnh lùng, luôn muốn giải quyết mọi vấn đề không tốt và ảnh hưởng xấu đến trái đất một cách thầm lặng. Kong thì có trái tim ấm áp, luôn muốn bên cạnh và bảo vệ Gia khỏi những mối nguy hại. Mechagodzilla thì rất tàn bạo, luôn sẵn sàng phá hủy mọi thứ để thực hiện quyền thống trị của mình và trả thù cho lần trước bị Godzilla đánh thua thê thảm. Vì vậy, bộ phim đã nhận được rất nhiều lời khen từ khán giả, các nhà phê bình, v.v. Tuy nhiên thì liệu rằng phim có thu đủ kinh phí để đi tiếp hay không thì mới là vấn đề. Và bây giờ tôi đã có câu trả lời rồi. Phim tiếp theo của MonsterVerse có tên tựa đề tạm thời là Godzilla vs. Kong Origins. Và đây chưa phải là tiêu đề chính thức của phim. Theo như dự đoán thì phim sẽ ra rạp vào ngày 15 tháng 3 năm 2024 và đó là ngày mà hãng Toho công bố. 2. Nội dung của bộ phim là gì? Một đoạn mô tả nội dung đầy đủ hơn của Godzilla vs. Kong Origins mà mình thấy được có nội dung như sau. Bộ phim thứ 5 của MonsterVerse sẽ cho chúng ta thấy Kong bảo vệ trái đất khỏi những sinh vật bất thường và nguy hiểm đang đe dọa ngôi nhà mới của mình. Tuy nhiên, có những gì khác đang diễn ra ở phía trên. Nghe qua thì fan của Godzilla có lẽ sẽ không thích bởi vì mô tả nội dung phim không hề nhắc gì đến người bạn thằn lằn hạt nhân của chúng ta. Thế nên mình sẽ làm rõ với mọi người về những thông tin xung quanh phim này nhé. Đầu tiên, Toho đã xác nhận ngày công chiếu của phần tiếp theo của Godzilla vs. Kong, chứ không phải là phim tiếp theo của MonsterVerse. Điều này đã ngầm xác nhận chắc chắn rằng Godzilla sẽ xuất hiện trong phim. Thứ hai, Godzilla là vua của các Titan và sẽ không có chuyện nó sẽ chỉ đứng ngoài hóng những drama sắp diễn ra đâu. Thế nên fan Godzilla yên tâm nhé. Chắc chắn vua quái vật sẽ trở lại màn ảnh rộng trong bộ phim chiếu rạp tiếp theo của MonsterVerse. Ngoài ra, một đoạn mô tả khác về nội dung của phim cũng được viết như sau. Phần phim mới nhất của MonsterVerse diễn ra sau trận chiến nảy lửa trong Godzilla vs. Kong. Một cuộc phiêu lưu hoàn toàn mới khi mà Kong hùng mạnh cùng Godzilla đáng sợ sẽ phải chung sức để đối đầu với một mối đe dọa khổng lồ đang ẩn mình, thách thức sự tồn tại của các Titan và cả con người. Tức là Godzilla sẽ không đánh với Kong nữa mà là giúp Kong chống lại mối đe dọa khổng lồ kia. Bộ phim sắp tới sẽ khai thác sâu hơn về lịch sử và nguồn gốc của các Titan, cũng như những bí ẩn về đảo đầu lâu. Khám phá những câu chuyện thần thoại tạo nên những sinh vật phi thường này và sự liên kết của chúng với nhân loại. Như mình đã nói trước đó, bộ phim sẽ có sự góp mặt của cả Godzilla và Kong. Lần này cả hai sẽ không đối đầu nhau nữa, mà sẽ cùng hợp lực để ngăn chặn một mối đe dọa mới. 3. Vậy mối đe dọa lớn nhất là gì? Kẻ đứng sau mọi chuyện là nhân vật nào? Theo như những gì đề cập ở trên thì mối đe dọa đó được miêu tả là rất khổng lồ và có thể nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến ngôi nhà của Kong. Hiện tại thì nguyên nhân nó xuất phát từ đâu thì vẫn còn là ẩn số. Sau đây là nhận định của mình. Nó có thể đúng hoặc có thể sai. Theo mình thì mối đe dọa đó xuất phát từ ngoài trái đất chứ không phải do con người hay những sinh vật nào trên trái đất gây ra.
Sau sự kiện Godzilla vs. Kong, có lẽ con người đã dần hiểu rõ được bản chất thực sự của Titan thông qua tổ chức Monarch. Chúng được sinh ra với mục đích là bảo vệ trái đất, bảo vệ môi trường trong sạch. Đây cũng có thể coi là một ý nghĩa rất lớn trong phim, và việc này cũng được nhắc đến trong phim Godzilla King of the Monsters. Vậy nên không có gì để con người phải quay sang phản lại các Titan cả. Nếu có thì cũng chỉ có một số thành phần có ý định quay xe vì lợi ích cá nhân hay gì đó thôi. Vậy nên khả năng rất cao là mối đe dọa đó xuất phát từ ngoài trái đất. Nó có thể ảnh hưởng đến ngôi nhà của Kong và trái đất. Vậy thì kẻ đứng sau mối đe dọa đó là gì? Thông qua bức hình đang được chú ý trong cộng đồng fan Godzilla này, tôi thấy sinh vật đang bay này rất giống với một con Mothra đang gắp một con Godzilla bay lên không trung. Thế nhưng Mothra chính là đồng minh của Godzilla bên cạnh Kong. Vậy nên không bao giờ có chuyện Mothra lại giúp đỡ sinh vật kia chống lại Godzilla được. Hơn nữa, Mothra cũng là một trong những Titan có nhiệm vụ bảo vệ trái đất bên cạnh Godzilla và Kong. Vậy nên sẽ không có chuyện nó quay lưng lại với trái đất. Hơn nữa, nếu như nó đang gắp một con Godzilla lên không trung để tấn công những con Godzilla khác thì sẽ rất kỳ quặc. Vậy nên tôi sẽ bác bỏ ý kiến này. Theo tôi thì sinh vật bí ẩn kia chính là Space Godzilla, vì sinh vật đó có nguồn gốc ngoài trái đất, đúng như những gì trên tấm hình mô tả. Sinh vật đó có ngoại hình rất giống với Godzilla nhưng lại mọc thêm cánh. Hơn nữa, sinh vật đó cũng có khả năng phun một loại tia gì đó chưa rõ, nhưng nhìn nó rất giống với những hơi thở nguyên tử của Godzilla được vẽ trong hình. Các bạn có thể so sánh nó với những con Godzilla ở bên dưới. Một phiên bản Godzilla biết bay có nguồn gốc từ ngoài trái đất. Đây chính là hai đặc điểm đặc trưng mà chỉ có mỗi Space Godzilla là có nếu xét những con quái vật từng đánh nhau với Godzilla trong quá khứ. Tuy nhiên thì Monsterverse đã thực sự mua bản quyền Space Godzilla chưa thì vẫn còn là một ẩn số. Nhiều bạn nghĩ rằng nếu như Space Godzilla xuất hiện trong Monsterverse thật thì người ta đã công bố việc mua bản quyền từ lâu rồi, tương tự với Mothra, Rodan và Ghidorah. Nhưng nếu bạn xem Godzilla vs. Kong thì bạn sẽ thấy không ai trong Monsterverse công bố trước việc họ mua lại bản quyền của Mechagodzilla từ Toho cả. Mãi đến khi trailer của phim Godzilla vs. Kong gần ra mắt thì họ mới đặt mô hình đồ chơi Mechagodzilla trong một quán đồ chơi nào đó, và nhờ đó họ mới biết rằng Mechagodzilla chính là chùm cuối của bộ phim chứ không phải Godzilla hay Kong. Và tôi nghĩ con Space Godzilla trên hình cũng tương tự Mechagodzilla vậy thôi. Có lẽ họ không muốn công bố sớm vì họ muốn tạo bất ngờ cho các fan của phim. Vậy nên từ những gì tôi phân tích ở trên thì khả năng cao Space Godzilla chính là mối đe dọa khổng lồ ảnh hưởng trực tiếp đến ngôi nhà của Kong nói riêng và trái đất nói chung. Và mình nghĩ nó sẽ là chùm cuối của bộ phim. Trên đây là một số thông tin thú vị về bộ phim thứ 5 trong Monsterverse. Cùng với đó là những suy luận cá nhân về việc sự xuất hiện của Space Godzilla trong phim. Và đã là suy luận cá nhân thì có thể đúng hoặc sai. Vậy nên nếu như thông tin nào trên video còn sai lệch thì các bạn có thể comment góp ý bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.